Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Bão Yagi đã tiến vào Hà Nội với sức gió cực mạnh kèm theo mưa lớn. Gió giật đã khiến hàng loạt cây xanh tại các tuyến phố bật gốc gãy đổ ngổn ngang. Tại đường Nghiêm Xuân Yên, cây cối đổ rạp hàng loạt, đèn lên ô tô đậu bên đường. Gió giật cũng khiến cho cột cờ bên đường đổ nghiêng. Bão Yagi cũng khiến trần thạch cao của một chung cư trên tuyến đường này bị hư hỏng nặng nề. Tại phố Phúc La, cây ở hai bên đường đổ phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện khó có thể lưu thông. Cây đổ đè lên ô tô đậu bên đường. Tại đường 70, mưa lớn gây ngập úng. Khung cảnh đường phố Hà Nội hoang tàn, sơ xác trước sức tàn phá khủng khiếp của bão Yagi. Khoảng 21:30, trời Hà Nội bỗng nhiên lặng gió, chỉ còn mưa rất nhỏ. Theo các chuyên gia, Hà Nội đang ở trong tầm bão nên mưa ngớt, gió giảm. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, sau khi tầm bão đi qua, mưa rông, gió giật sẽ trở lại. Chính vì thế người dân tuyệt đối không được phép chủ quan, không nên ra ngoài đường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến hết đêm 7 tháng 9, các khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội, vẫn sẽ chịu tác động của gió mạnh từ cơn bão số 3. Theo ông Khiêm, từ sáng 8 tháng 9, khi bão di chuyển sâu vào đất liền và đi về hướng Tây, cường độ sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Bão số 3 Yagi đi vào đất liền, gió rít liên hồi, miền Bắc mưa lớn dồn dập. Trưa ngày 7 tháng 9, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến thời điểm hiện tại, bão số 3 đã tiệm cận sát bờ biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đến khoảng 11 giờ trưa nay, nhiều nơi ghi nhận gió mạnh như đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, cấp 13 giật cấp 14, đảo Cô Tô, Quảng Ninh, cấp 13 giật cấp 16, Tiên Yên, Quảng Ninh, cấp 9 giật cấp 11. Do tác động hoàn lưu của bão số 3, phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to, trong đó tại Cửa Ông có mưa 113mm, Cẩm Phả, Quảng Ninh 110mm, Cát Bà, Hải Phòng 86mm. Ông Hưởng nhận định, trong khoảng 1-3 giờ tới, vùng tâm bão sẽ di chuyển vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ cấp 10, cấp 12, sau đó bão đi sâu vào đất liền. Với thủ đô Hà Nội, tác động của bão chậm hơn so với các khu vực ven biển, khoảng từ 15 đến 16 giờ trở đi, bắt đầu có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Chúng tôi nhận định khả năng có gió giật cấp 9, cấp 10 ở khu vực này, ông Hưởng nói. Ông Hưởng cũng lưu ý, về tình hình mưa, từ trưa nay trở đi là thời điểm mưa lớn nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và dồn dập từ nay đến tối, thậm chí là đêm. Từ chiều và đêm nay, mưa mở rộng khu vực sang phía Tây Bắc Bộ. Mưa trong đợt này kéo dài đến 9 tháng 9, với tổng lượng mưa 150-350mm, có nơi trên 500mm. Trong một diễn biến khác, sáng nay, trên một số trang mạng có chia sẻ thông tin bão đổi hướng đi thẳng vào Hải Phòng và Hà Nội. Liên quan đến vấn đề này, đại diện lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến thời điểm 11 giờ trưa nay, chưa có dự báo nào về việc bão số 3 đổi hướng. Đặc biệt, vị lãnh đạo nhấn mạnh, chưa có dự báo, cảnh báo về việc bão số 3 sẽ đi thẳng vào Hải Phòng, Hà Nội. Thủ tướng ký công điện khẩn yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi bão số 3 đổ bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão. Đây là công điện thứ 3 của Thủ tướng về ứng phó bão số 3. Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng,
Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Công điện cũng được gửi đến Bộ trưởng các Bộ, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 6 tháng 9, bão số 3 đã đi vào Vĩnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Từ ngày 7 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, gây gió mạnh, mưa lớn. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét ở Trung Du và miền núi. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện ngày 3 tháng 9 và ngày 5 tháng 9, tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ diễn biến tình hình bão, mưa lũ thực tế tại địa phương, khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết, quyết định việc cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn. Thủ tướng giao các phó thủ tướng chính phủ theo lĩnh vực công tác được phân công, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các bộ, ngành, địa phương, triển khai thực hiện công điện này. Văn phòng chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, triển khai thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề đột xuất, phát sinh. Thời điểm nguy hiểm nhất bão số 3 Yagi đổ bộ đất liền. Nửa đêm ngày 6 tháng 9, bão số 3 Yagi đi vào vịnh Bắc Bộ. Dự báo từ nửa sáng đến tối ngày 7 tháng 9 là thời điểm gió mạnh nhất ở miền Bắc. Đây là cơn bão rất mạnh và có thể gây gió mạnh, đặc biệt là trên khu vực biển vịnh Bắc Bộ, trong đó có huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô. Chính vì vậy, trong đêm 6 tháng 9, nguy cơ cần lưu ý là gió khu vực vịnh Bắc Bộ và các huyện đảo nói trên. Theo các dự báo hiện tại, các huyện đảo này có thể chịu tác động của gió mạnh đến cấp 12-13, giật cấp 15, đây là cấp gió mạnh nhất, có thể phá hủy các công trình không kiên cố. Dự báo, từ khoảng rạng sáng ngày 7 tháng 9, trên khu vực đất liền, ven biển sẽ bắt đầu vào cảm nhận của gió mạnh của bão số 3. Nhận định nhiều khả năng khu vực chịu tác động đầu tiên của gió mạnh là khu vực Móng Cái, Quảng Ninh, sau đó là khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Sâu hơn trong đất liền sẽ chịu tác động của bão số 3. Cụ thể, về gió mạnh, từ đêm 6 tháng 9 và gần sáng 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh đến cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực Móng Cái, Quảng Ninh đón gió mạnh đầu tiên từ khoảng 1 đến 4 giờ sáng ngày 7 tháng 9, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến tối ngày 7 tháng 9. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hóa, có gió mạnh muộn hơn và yếu hơn, phổ biến sẽ là có gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11 từ trưa ngày 7 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão số 3, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 6 tháng 9 đến hết đêm 7 tháng 9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Ngày 8 tháng 9, khu vực có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Vùng mưa to sẽ dịch dần từ đông sang tây theo quỹ đạo của bão số 3, trong đó vùng mưa to nhất tập trung ở phía Đông Bắc Bộ và xảy ra trong ngày và đêm 7 tháng 9. Phía Tây Bắc Bộ mưa tập trung từ tối 7 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Với diễn biến như vậy, thì vùng biển ven bờ và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Người dân cần hết sức đề phòng, hạn chế không ra ngoài đường trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Trong trường hợp bắt buộc phải ra, khi có mưa to gió lớn cần tìm nơi tránh trú an toàn. Siêu bão số 3 Yagi vẫn điên cuồng với cấp 16, cách Quảng Ninh khoảng 415 km. Theo bản tin dự báo bão số 3 Yagi mới nhất, siêu bão cách Quảng Ninh khoảng 400 km, dù bão trên đất liền đảo Hải Nam Trung Quốc nhưng vẫn mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Nhiều tỉnh miền Bắc đã mưa lớn xối xả kèm dông lốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, bão Yagi, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 16 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông,
trên đất liền phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, từ 184 đến 201 km, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Hôm nay, ở khu vực phía đông bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ, có nơi trên 40mm như Hà Trung, Thanh Hóa 58mm, Tân Giang, Hà Tĩnh 47,6mm, La Penon, Gia Lai 58,8mm, Cư Ca Bang, Đắk Lắk 47,4mm, Tam Giang Tây, Cà Mau 93mm. Từ 14 giờ 30 chiều nay, nhiều khu vực ở Hà Nội bắt đầu có mưa dông lớn, gió giật liên hồi do ảnh hưởng của hoàn lưu xa của bão Yagi. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 6 tháng 9 đến hết đêm 7 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.